Rồi. Hy vọng là không có bị trật gì hết. Câu số 1. Phép hãn là phương pháp làm một là gì? Một A, đúng không? Làm ra mồ hôi. Phép hạ là phương pháp làm tẩy sổ, tức là nhuận tẩy, tức là nhuận trường, và tẩy sổ tức là làm dễ đi cầu. 2A. Phép hòa là phương pháp điều hòa nóng rét, thấy không? Mình nhiều khi mình không học, mình đọc những cái câu này mình cũng làm đúng. Phép hòa là điều hòa nóng rét. 3B. Phép hòa chữa chứng bán biểu bán lý. 4A. Đâu? Nếu biểu chứng thì là phép gì? Phép hãn. Lý chứng thì bên trong thì là phép ôn, diệt chứng là phép thanh, đúng không? Nhưng mà bán biểu bán lý thì là phép hòa. 4 là A. 5. Phép tiêu là phép làm tiêu các chất kết tụ. 5D. 6. Phép thanh là phép làm hạ nhiệt. Thanh là làm mát, làm hạ nhiệt. 6C. Nãy giờ đúng hết không? Đúng hết đúng không? 7. Phép ôn là phương pháp làm ấm nóng bên trong cơ thể. 7B. Phép bổ là phương pháp bổ sung phần thiếu hụt trong cơ thể. 8D. 9. Thổ là làm nôn ói các chất ứ động. 9B. 10. Thuốc điều trị trong phép hãn là thuốc giải giải biểu. Thuốc điều trị trong phép hãn là thuốc giải biểu. 11. Cảm sốt kèm viêm đường hô hấp thì dùng thuốc nào? Cảm sốt kèm viêm đường hô hấp. Số 11 mấy đứa chọn gì ạ? 11. Người B, người D. Mỹ Duyên. Cảm sốt thì em phải giải biểu. Nhưng mà đây người ta có kèm viêm, cho nên em phải dùng tân lương giải biểu. Đáp án chúng ta là D. Rồi ha. Rồi 11. 12. Thuốc điều trị trong phép hòa là thư can kiện tỳ, đúng không? Phép hòa là phép mà coi như là bệnh nó nặng rồi, nó đi vào phần lý ở đó ha. Nó làm cho mình kiểu như là mệt mỏi, ăn chán, người đó không có được thư thái, không có được nhẹ nhõm đó. Bây giờ thì là giải biểu cũng không được mà tả hạ cũng không được luôn, cho nên phải dùng phép hòa, tức là phải thư can kiện tỳ cái này, để điều hòa can tỳ trước ha, cho can tỳ nó trở về bình thường, rồi chúng đó sau đó mới là cơ thể nó mới khỏe mạnh được. Vậy thì 12 là D, 12D. 13, ăn uống không tiêu thì chính là tiêu đạo quá tức rồi. 13 là A. Chắc chắn như vậy nha. 14. Thuốc điều trị trong trường hợp huyết ứ thì mình chọn cái vị gì đây? 14 sẽ là D. Nghệ vàng. Vì trong cái bốn cái vị này thì cái vị nghệ nó nằm trong nhóm lý huyết, tức là nhóm hoạt huyết. Mà giờ huyết ứ thì mình phải làm cho nó hoạt, cho nó thông, thì chỉ có nghệ thôi, đúng không? 14 đáp án là nghệ, còn ba vị kia không phải thì mình không chọn. 15. Thuốc điều trị trong nhiệt chứng do nhiễm trùng nhiễm độc. Vậy nhiệt chứng là mình phải dùng phép thanh rồi, nhưng mà do nhiễm trùng nhiễm độc thì phải thanh nhiệt giải giải độc. 15C. Thuốc điều trị trong nhiệt chứng cũng là thanh luôn, nhưng mà bây giờ huyết nhiệt thì 16 sẽ là thanh nhiệt lương lương huyết. 16 là thanh nhiệt lương huyết. 16C. 17. Can phong nội động tức là hỏa vượng lên độc, hỏa bốc lên độc, thì chúng ta phải thanh nhiệt giáng giáng hỏa. Nhớ nha, can phong nội động tức là nó làm cho chúng ta, tức là đang cái cơn giận đó, can phong nội động mà, đúng không? Cho nên mình người này là đang cơn nóng giận này, tức giận dữ lắm, ngực sườn đau tức nè, đầu choáng, mắt hoa, mặt đỏ, tai ù và huyết áp tăng lên. Như vậy là hỏa nó đang bốc lên tới trên đầu luôn rồi đó, chúng ta phải thanh nhiệt giáng hỏa. 17C. 18. Lạnh ở tỳ vị thì chúng ta phải dùng thuốc
ôn trung, nhớ là trung tiêu tức là tỳ vị. Tỳ vị là cái vị trí nó là trung tiêu, tức là chỗ cái bụng á, cho nên ta nói lạnh ở tỳ vị thì mình phải dùng thuốc ôn trung tại thàng, có chữ trung đó, dễ nhớ. 18D, 19, khi bị lạnh ở tuần hoàn tức là người này bị trụy tim mạch. Trụy tim mạch tức là vong dương thoát dương, người lạnh cắt thì chúng ta phải hồi hồi dương cứu nghịch nha. 19 là D. 20, cái gì mà giờ này mới vô, hạnh nguyên này, như người ta làm bài xong rồi người ta sửa bài rồi em mới vô hả, nãy giờ em ở đâu? Người khô thiếu tân dịch, tân dịch là cái phần ở trong, cho nên đó là bổ bổ âm, ngăn tân dịch là nước ở bên trong cơ thể. Vậy 20 là A. 21, trong trường hợp rối loạn chuyển hóa cơ bản, tức là người có cảm giác lạnh yếu đó, thì chúng ta phải bổ bổ dương, bổ dương. 21 là B. 23, 20, 22, trong trường hợp cơ nhục bị sa trệ, cơ nhục bị sa trệ chứng tỏ là tỳ vị suy yếu, mà tỳ vị yếu không ăn được thì không có khí, cho nên trường hợp cơ nhục bị sa trệ chính là thuốc bổ bổ khí. 22 C, đúng không, mấy em chọn đúng không? 22 C đúng không? Ba, thuốc điều trị trong trường hợp người suy nhược huyết áp hạ thì là thuốc bổ huyết áp hạ, tức là thiếu máu, thì thiếu máu chính là thuốc bổ bổ huyết. 23D. 24, thuốc gây nôn ói thường có vị gì? Trong cái ngũ vị chúng ta học cái vị hàm, tức là mặn đó, nó có tính gì? Nhuyễn kiên và kích thích sự nôn nôn ói đó. Hàm 24 là B. Hàm tức là mặn. Vậy thì để kích thích nôn ói thì có thể dùng nước gì? Phải là nước nước muối. 25 sẽ là C, vậy thì có vị mặn mà đúng không? Đó. 25 C. 26, chọn vị thuốc có khí nhiệt mà vị cay. Ở đây khí nhiệt vị cay đó là phụ phụ tử. D, 26D, phụ tử. Còn ba cái trên là nó ngọt hết á nha. Bây giờ khí nhiệt mà vị ngọt nè, khí nhiệt mà vị ngọt đó là nhục, nhục quế khí nhiệt. Chỗ này thêm chữ đại vô nữa là mấy đứa dễ nhớ nè, khí mà đại nhiệt đó, rất là nóng dữ dội, đó là nhục quế. Chỉ chứ 27 là B. 28, thuốc thanh nhiệt thường sẽ có vị gì? Vị đắng tức là khổ. 28 là D. Thuốc bổ có vị gì? Thuốc bổ sẽ có vị vị cam tức là vị ngọt. Thuốc tức là 29 là C. 30, thuốc tả hạ thường có hoạt chất là gì? Anthraquinone. Anthraquinone tức là C, 30C. 31, nếu bệnh nhân trong lòng động mạch có cục máu thì chúng ta chọn vị thuốc nào? Ở đây người ta cho chúng ta là bốn vị, thì có trắc bá, hoa hòe, cỏ mực là chỉ huyết rồi, nhớ không? Là chỉ huyết, là cầm máu rồi, thì chỉ còn có một cái phá huyết, đó là hồng tùng hoa, đúng không? Có cục máu thì phải phá, cho nên chúng ta sẽ chọn vị mạnh, tức là phá huyết. 31 A. 32, ở bây giờ người ta nói trường hợp cảm sốt lâu ngày không khỏi thì chọn vị thuốc có tác dụng gì? 32 chúng ta chọn gì? Em phải đánh số câu vô thì cô mới biết là cái câu đó không hay là câu trước. Bây giờ câu 32 này chúng ta chọn cái gì?
À, đúng rồi, chọn A là đúng rồi. Tại vì nhớ nha, ở đây có chữ lâu ngày không khỏi, tức là sao? Tức là đi vô phần lý rồi. Còn cảm xúc bình thường thì chúng ta giải biểu. Cảm xúc mà mới mới bị cảm xúc thì giải biểu. Cho nên ở đây các bạn thấy chữ cảm xúc, cái chọn cái phương đáp pháp giải biểu là sai. Đáp án D là sai. Đáp án đa A nha. Đáp án A là giải căn khí quốc kết. Vì đây nó đi vào lý rồi đó. Vì mình để lâu quá, mình để nặng quá, nó không hết bệnh. Vì sao? Vì nó đi vào lý rồi. Cho nên chúng ta phải giải căn khí quốc kết là thư can kiện tỳ đó nha. Ba mươi ba, bệnh nhân sờ không có mạch thì chọn bài thuốc nào? Ở đây chúng ta có bài hôm trước chúng ta kêu là đọc đó, học đó, học kỹ những cái bài mà ở trong 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 cái phần phương thang á, cô kêu mấy em học từ thang một vị cho tới thang 10 vị nhớ không? Thì trong đó nó có cái thang có ba vị thôi, gọi là tứ nghịch thang. Thì cái thang ba vị này nó chữa cái chứng gọi là vong dương thoát dương không có mạch, người lạnh ngắt đó, sắp chết đó, thì đó là bài hồi dương cứu nghịch, tứ nghịch thang. 33 là A. Còn ma hoàng quý chi thang là giải cảm, giải biểu. Bát răng thang là bổ, bổ khí bổ huyết, đúng không? Còn đây người ta sợ không có mạch, cho nên phải chọn bài tứ nghịch thang là để chi? Để đưa cái phần dương lên, để làm ấm cơ thể lại thì lúc đó sợ mới có mạch trở lại. Còn người lạnh ngắt thì mạch gần như nó chìm mất tiêu luôn. Mình sợ bây giờ mình không thấy đâu á. Phải gọi là vong dương hay là thoát dương. Trường hợp trẻ sắp nổi ban sởi kèm sốt thì nên dùng phép gì? Ở đây có nhiều bạn dùng phép thanh, thì thật ra là thanh là khi nào mà ban sởi nó nổi ra rồi đó là lúc đó dùng phép thanh. Còn mình nó sắp nổi, nó chưa nổi thì nó vẫn nằm ở trong cái cảm xúc, cho nên dùng thuốc, thuốc hãn, vẫn dùng phép hãn nha. 34 sẽ là A. Nếu trường hợp bệnh có nổi u nhọt hạch thì dùng thuốc gì? Câu 35, đây là có nổi cục u cục hạch, tức là nó có tích tụ thành hòn thành cục thì phải là phép tiêu, dùng những cái vị thuốc trong nhóm tiêu. 35A. 36, ăn uống quá nhiều đầy ứ thì nên dùng vị nào? Đó là vị sơn, sơn tra. Sơn tra nó có tác dụng kích thích, nhưng mà ăn vô mình có cảm giác tiêu hóa liền đó, gọi là sơn tra. 36A. 37, chọn vị thuốc giúp làm mạnh tỳ vị, thì trong nhóm này chắc chắn là chúng ta sẽ chọn bạch bạch tuộc, vì bạch tuộc nằm trong nhóm bổ khí, và bổ khí thì mới là làm mạnh tỳ vị, nó mới có khí. Còn bạch thược, đương quy và xuyên côn thì là huyết, liên quan đến huyết, không dính gì tới tới tỳ vị hết, nghe chưa? Thì 37 sẽ là A. 38, nếu bệnh nhân mất máu nhiều trụy tim mạch thì chúng ta phải chọn phép điều trị là phép ôn, nghe chưa? Trụy tim mạch tức là lạnh ngắt, phải là ôn, phải làm ấm lại, ôn. 35. Bệnh nhân bị tiêu chảy thì chọn vị thuốc nào? Chúng ta phải chọn mộc, mộc hương. 39A. Vì ngang trực là thuốc phá huyết, lô hội là thuốc nhuận trường, tiết tô là thuốc giải biểu, thì mộc hương mới có tác dụng là khử hàn nha, bị tiêu chảy đuổi cái lạnh đi dùng mộc hương. 40, phép tiêu có nghĩa là làm tiêu các khối các tụ, quá dễ đúng không? 40A. 41, chọn vị thuốc chữa dương hư. Dương hư sinh ra ngoại hàn tức là rất là lạnh, thì bây giờ mình phải đưa cái ấm lên, đó là quế. A là quế. 42, chữa âm hư. Âm hư tức là ở bên trong nó khô, nó thiếu dịch, cho nên trong các vị sâm này chỉ có sa sâm là thuốc bổ âm thôi. Sa sâm là thuốc bổ âm ha. Nhân sâm, đẳng sâm là bổ khí, đan sâm là bổ huyết, đúng không? Sa sâm là chữa âm hư. Chọn vị thuốc chữa khí hư đó. Khí hư thì chúng ta phải chọn bạch. Bạch trực là cái gì? Thiếu khí đó. Mà bổ khí thì nãy mình nó phải đánh vô tỳ vị. Bạch trực là chỉ vị thuốc kiện tỳ, kiện tỳ ích khí nha. 43 sẽ chọn bạch trực. Còn bạch linh là thuốc lợi thủy, bạch thược là thuốc bổ máu, bạch hoa xà là thuốc kháng viêm, thành ra mình đâu chọn được,
chỉ có bạch tuộc là thuốc bổ khí thôi. Bốn bốn, chọn vị thuốc chữa huyết hư, tức là phải bổ huyết. Ở đây chúng ta sẽ chọn là thuộc thuộc địa, chứ sinh địa không được, tại vì sinh địa là lương huyết chứ không phải là bổ huyết, lương huyết. Còn hồng hoa là phá huyết, hoa què là chỉ huyết, cho nên không có chọn được, chỉ phân vân giữa thuộc địa và sinh địa thôi. Nhưng mà chữa huyết hư tức là cần phải tăng cái lượng huyết dịch lên, sinh địa chỉ có tác dụng là làm mát huyết thôi, cho nên không có chọn được, chỉ có thuộc địa là có tác dụng bổ thận. Và nó giúp sản sinh ra hồng cầu. 45. Trường hợp khí hư thì phép chữa sẽ là gì? Khí hư. Chọn gì? 45 mấy đứa chọn gì vậy? 45D, 45C. D là bổ tâm hỏa mà. Ủa, Hải Đăng, đầu tiên em chọn D rồi em chọn lại C hả? Giờ em chọn lại C đúng không? Thì D cũng sai mà C cũng sai luôn. Tại sao? Tại vì muốn có khí thì phải bổ tỳ. Con hư tức là phế hư thì bổ tỳ, tức là phế hư, con hư thì bổ mẹ. Thì mẹ của phế phải là tỳ chứ. Sao là tâm được? Còn bổ phế thì mình đánh vô phế, mình đánh vô cái gì? Chẳng lẽ mình lấy khí mình đẩy vô trong phế đâu được. Em không ăn được thì em sẽ không có khí. Tỳ vị em suy nhược là em mệt lắm. Người em sẽ coi như là nặng nề, khó thở, mệt mỏi, chán ăn. Đó, cho nên không có khí. Vậy thì muốn có khí nhiều thì phải tỳ thổ nó phải mạnh. Cho nên câu này coi chừng sai. Câu này khí hư thì phép chữa sẽ là bổ tỳ thổ, con hư bổ mẹ. Thấy chưa Hải Đăng? Đó, nhớ nha. Trường hợp thực tích thì chọn vị thuốc nào? Ở đây có những cái nhóm thuốc nó nằm trong các cái bài thuốc hôm đầu tiên cô giảng rồi đó. Thì chúng ta phải nhớ ở đây có cái nhóm mà tiêu đạo quá tích thì có sơn tra mạch nha. Thì chúng ta chọn A, 46 chọn A. Hồng hoa, tô mộc, nghệ vàng, nga ruột là thuốc phá huyết. Sa nhân mộc hương là thuốc thành khí. Thì mạch nha sơn tra là thuốc chữa đầy ứ ăn uống không tiêu, gọi là tiêu đạo quá tích. 47. Người luôn đổ mồ hôi là chứng gì? Lúc nào cũng đổ mồ hôi đó là chứng tự tự hãn. Người luôn luôn đổ mồ hôi. Còn chỉ đổ mồ hôi ban đêm thì gọi là đạo hãn. Không. Biểu thực là sai. Biểu thực là gì? Là bên ngoài nó nóng, còn cái này là biểu hư cho nên nó đổ mồ hôi liên tục. 48. Để chữa cảm xúc do lạnh, dùng thuốc có vị gì? Chắc chắn là phải dùng vị cay rồi, phải không?
cảm sốt mà còn do lạnh nữa là phải dùng vị cay. Tân ôn đó, nhớ không? Tân ôn giải biểu đó, là chữa cảm sốt do lạnh, tức là phát tán phong hàn, tức là đuổi cái hàn đi. Nên dùng vị A là tân. Bệnh nhân bị ngộ độc thuốc, chọn phép điều trị là phép gì? Ngộ độc thì chắc chắn là phải thổ rồi. Tại vì hạ đó là đi cầu biết chừng nào mới ra. Đó, mà bây giờ cấp tính, cấp cứu, cấp tính như vậy thì phải thổ, tức là phải làm sao cho bệnh nhân ói ra liền để cho chất độc nó đừng thấm vào máu nha. 49 là A. Bệnh nhân bị táo bón do nhiệt thì chọn dược liệu chứa anthraquinone, vì sao? Vì trong bài người ta đã nói rất là rõ, táo bón do nhiệt thì phải dùng những cái loại tính lạnh, vị đắng tính lạnh, thì anthraquinone là một trong những vị thuốc vị rất đắng và tính rất là lạnh. Đó là 50 câu của bác Pháp. Làm đúng hết không? 46 hả? Sáu là mạch nha sơn tra, cái này là phải học bài rồi. Còn hồng hoa tô mộc nghệ vàng nga trực là thuốc phá huyết, sa nhân mộc hương là thuốc hành khí, cho nên cái này mấy em phải học thuộc các vị trong các nhóm thôi để mình chọn cho đúng, chứ không là mình lớ quớ là mình chọn sai. Thấy chưa?